ý đồ là có nhưng không thành công. Tàu đà tiếp tục nhảy vào tấn công, nhưng đây là bốn đánh hai siêu bom địa ngục được quăng xuống. Châu đổ lượng ngũ của Đồ bị Dĩnh Xuyên tập kích. Na Đông Ây nhảy vào tấn công Sâu Đa, Đồ đã nằm xuống. Sâu Đa đang bị con rồng của Katie khạc và đứt một kêu cho Katie. Lai lại lao vào tìm kiếm Kuma Yuzi. Kuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Thế về mặt chỉ số farm lẫn cả khả năng đẩy đường, lúc này thì Hazmat có lẽ sẽ cần phải về nhà để dịch chuyển trở lại khu vực trên sớm. Trong khi đó thì Sao Đa quyết định của anh ta là chạy thẳng sang phần rừng bùa xanh của Viking Esports để tấn công vào khu vực rừng của Gary. Một sự dứt khoát mà chúng ta sẽ rất muốn nhìn thấy Sao Đa. Và Hiếu Ba cũng đang di chuyển tới với con Rom. Rom trong 3 cấp độ tiên đánh rất mạnh. Bạn có núp sau ta, bạn có khá nhiều kỹ năng, nhưng đây chỉ mới 2 cấp độ đầu, vẫn sẽ có kỹ năng quyền. Artemis cũng đã tới cấp độ 2, đang đánh cấp độ 2. Rudy đang tới tiếp cận. Vừa rồi Rudy, anh ta là người nỗ lực để thể tiếp tục tấn công. Hiếu Ba đã phải mất tốc biến bỏ chạy, anh ta dựng khiên lên. Sau Đa đang phải thoát đi. Rudy giữ được mùa xanh và anh ta liên tục áp đảo về khả năng tấn công. Sau Đa phải lùi mà chả có bất cứ một cái gì cả. Quá thành công dành cho Viking trong việc phòng thủ của bùa xanh này. Guri là người trừng phạt giữ được bùa xanh, và hơn nữa Hiếu Ba đã mất đi tốc biến khi anh ta đâm sâu ở pha thi đấu vừa rồi để tạo ra góc giúp cho Sao Đa cướp bùa xanh này. Như vậy là Team Will họ mất cả trì lẫn chài, mất tốc biến, mất bùa xanh, trong đó BA là người duy nhất mất một cái thiêu đốt mà thôi. Vâng, và cái tốc độ đi rừng của Sao Đa đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng khi anh ta tốn nhiều thời gian tại bùa xanh của Viking Sport mà không thu được gì cả. Còn không đứng dưới, Artemis đang bị tấn công. Xong rồi, Artemis với cái lượng máu như thế này, với cái thế lính như thế này thì rất khó để chúng ta có thể tiếp tục nâng cấp cái số lượng lính mà anh ta có nhiều hơn. Còn trong cái đó ở khu vực đường trên vẫn là một cuộc chiến mà có vẻ như chúng ta sẽ rất khó để tìm được cái hồi kết. Bởi vì Nadoe sẽ đánh theo kiểu chậm, anh ta sẽ đánh theo kiểu từ từ nhấp nhả. Anh ta biết đối phương có thiêu đốt cho nên anh ta không vội để có một cố lên làm gì cả. Chưa kể đến Nadoe còn đang dư một cái dịch chuyển, nó sẽ khiến cho Matt cực suy nghĩ cực kỳ nhiều. Ở trong những tình huống tiếp theo, nếu như ta không Owen được thì dịch chuyển của Nanoway sẽ giúp cho anh ta có lợi thế về mặt lượng kỹ sư lính trong giai đoạn sau. Đồng ý. Bây giờ thì Guri là người có mặt đường trên, đang tạo ra một tình huống có thể ganh. Hazmat không có tốc biến. Ui, nhưng mà máu Nanoway mất hơi nhiều. Để xem nào. Guri vẫn tiếp tục đánh. Nanoway đang chạy tới, Hazmat đang sẵn sàng bỏ nhưng không được. Cánh trên liên tục là những pha di chuyển ra khu vực giữa lên khu vực cánh trên để kiểm soát sâu tới từ BE, và Hiếu Ba cũng đang di chuyển lên với một con Rom không còn phép bổ trợ tốc biến. Cơ hội tấn công vẫn có. Sao Đa đang nhắm con mồi, một con sâu không đã được ăn. Hazmat đang di chuyển tới với cái xe chỉ luồng kim mà ta cắt được hai thành viên xe chỉ luồng kim, làm chậm cả hai thành viên đó. Bia đang phải bỏ chạy. Nadoe đang bị tấn công. Rudy đang sẵn sàng nhảy qua tường, một pha lao lên tới được Sao Đa. Anh ta tiếp cận được một người Nadoe. Nadoe đang sử dụng cú phản công, giữ trên được ba thành viên, anh ta nhảy và thoát được. Rudy mà qua được pha này nữa thì quá hay. Anh ta mất tốc biến bỏ chạy, ba đi tới tiếp cận Sao Đa, đưa chúng nhảy vào. Sao Đa có được ba cung. Bia và một người đồng đội nữa đang phải bỏ chạy. Nadoe, anh ta có thể sẽ phải nằm xuống nếu như anh ta mắc sai lầm. Nhưng lính nó đang đứng quá xa so với vị trí đứng. Hiếu Ba đang muốn cancel từ đúng bấm bề biến về này. Thông tin đã có đủ. Naoe đang bị kẹt. Và chắc chắn Guri không thể nào hỗ trợ được trong khoảng thời gian này. Anh ta vẫn sẽ phải đợi. Hiếu Ba, một cái quy nữa. Vẫn đang nhắm. Anh ta cạn xin rồi. Chưa thể về được. Nhưng mà lính chưa có để băng trụ. Sao Đa sẽ cùng với đợt lính tiếp theo mà Hazmat đang đẩy vào, họ sẽ băng trụ. Nhưng Hiếu Ba và Sao Đa đang là hai người nguy hiểm. Một pha nhảy vào tới Nanoe, anh ta bật cú phản công. Guri nhảy tới tiếp cận Nanoe, hạ gục được Hiếu Ba. Tiếp theo sẽ là Sao Đa và Nanoe cùng sống. Double kill đã có, thì đấu được vội vào. Nanoe liệu pha này thoát được không? Câu trả lời là không, nhưng là ba vàng hạ gục cho Viking Esports. Một tình huống xử lý xuất sắc bởi Viking Esports, đặc biệt là Guri đứng ở một trong vị trí có tầm nhìn đến từ đối phương và chờ đợi đối phương lao lên. Khi đối phương bị lính đánh là cái thứ nhất, cái thứ hai là đường về của các thành viên Team Well đã là quá xa phần đấu rồi. Và Guri cùng với đồng đội của mình đã có một pha phản công thành công và hai mạng dành cho Nadoe. Đó là cái điều rất nặng. Vâng, và đó là một tình huống xử lý rất dướn của bên phía Team Well. Họ không có đủ đợt lính để băng trụ sớm, và để rồi đó là một khoảng thời gian đủ dài để Viking Esports phản ứng lại với pha di chuyển lên khu vực cánh trên của bộ đôi BE cùng với Guri. Họ đã có những sự gỡ gạc, và đặc biệt khi họ nhường được hai màng vào tay của Nanoe. Đây vẫn đang là điều kiện thắng đầy lẻ được bên phía Viking duy trì rất tốt, và họ đang muốn tấn công khu vực đường trên. Họ muốn phế Hazmat, họ đang muốn phế Hazmat bằng mọi giá. Sẵn sàng nhưng mà chỉ cần 3 thành viên nhảy vào, cái tốc mạnh nhất đang được triển khai. Phản đòn đã được bật lên. Nanoe các bạn cùng đúng một cú gõ và anh ta có được bạn cùng thứ tư trên bàn tay của mình. Dòng công nghệ sẽ là một con dòng cũng rất là mạnh ở trong vài thiết đấu này nữa. Bây giờ đường dưới Soka bị tấn công. Sogan pha này thoát được thì quá hay, anh ta còn tốc biến. Ui nè, hay thế.
làm cái gì trong tình huống vừa rồi vậy? Sogen né đẳng cấp quá và Artemis đang trong tình huống nghiệp và nhảy vào tên Mia đã có thể khống chế được, khiến ba sợi xích đã được bật ra và đã có những điều bao quái quắc. Sogen tới sẵn sàng và thứ ba lên được cấp độ 6 là siêu ba địa chấn, vẫn đang là màn đổi màn. Katie đã tới hỗ trợ thêm, sau đó tung được đối phương lên, anh đang sử dụng kỹ năng liên tục của Sogen. Sogen đã bị hạ gục, đối phương kia đã có nhờ được Sauda, chưa dừng lại ở đó. Sauda lùi về, còn Guri thì đang muốn tìm thêm cơ hội tấn công, nhưng rõ ràng tiêu quèo họ thành công trong tình huống vừa rồi đốt mà thôi. Nhưng nó đủ áp lực, nó sẽ khiến cho Nanaway sẽ cần phải chơi chậm lại và ta sẽ cần phải lùi về phía sau nhiều hơn nữa. Cái thiêu đốt qua Hatmet vẫn đang là một trong những áp lực vô cùng lớn. Pierre đang chạy lên đây để hỗ trợ Nanaway sử dụng cú phản công và Hatmet đã có người hỗ trợ. Kỳ này Hiếu Ba lại một lần nữa. Quy của Hiếu Ba nó vào không khí hơi nhiều ở trong ván thi đấu này. Tỉnh thế nhờ. Nanaway tỉnh quá. Tôi không tin nổi, đây là tiền thủ sinh năm 2007, lần đầu tiên đánh chuyên nghiệp, lần đầu tiên đánh trên một sân khấu lớn. Anh ta quá tỉnh ở trong ván đấu này và không bị shot down. Dòng nguyên tố chủ đạo trong ván đấu này sẽ là dòng đất. Ui, lệnh sấm âm vừa rồi rất hay, có luôn cả chiêu cu có dịch chuyển nữa, dịch chuyển tiến từ thế là sao và Guri đang phải bỏ chạy. Hatmet đã tới, Katie không thể nào bơi qua được khu vực đó và anh ta sẽ phải nằm xuống. Hatmet cắt được Katie. Artemis, Katie đang phải Artemis đã không còn có thể thở được nữa rồi. Bây giờ tới lượt Guri, thứ ba tới lại hụt, lại hụt trong tình huống đó nhưng không sao cả. Bây giờ đánh tường cũng được, đánh tường kinh hoạt được rồi và đó là ma cung dành cho người chơi đường giữa của Team Well. 6 đều là thời điểm hiện tại. Kết quả thời điểm này, tỷ số ở thời điểm hiện tại là 6 đều rồi. Team Well tranh thủ ở thời điểm đó, họ cũng đã có con sứ giả. Một cái gì đó nó quá kinh dị và khiến cho Nanaway vượt ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Vâng, đúng là như vậy. Khả năng đầy đường cánh của Hatmet vẫn còn ở đó, còn đứng giữa thì chỉ là một pha tấn công nhẹ nhẹ tới từ Sauda. Khi mục tiêu tấn công là BE thì sát thương của họ sẽ là không đủ, nhưng họ đang muốn có thế đẩy trước dành cho Artemis ở khu vực đứng giữa và chiếm quyền kiểm soát của thời gian đã trôi. Katie đang bị khóa chân lại và ta đã phải nằm xuống. Sauda dứt điểm được, bola băng trung ra, Artemis sử dụng thanh tẩy, Sauda bị kẹt lại và Hiếu Ba đang cố gắng đứng che trong đội của mình là tóc phí để có thể thoát đi. Và 20 mấy giây nữa con rồng đã ra, nó đồng nghĩa việc Team Well đang đứng trong một cái thế tử vong để có được con rồng thứ ba của ván thi đấu này. Viking họ đang lỗ về người nhưng lợi thế về máu sau đối phương đang cố gắng tiếp tục cấu rỉa máu nhưng chưa tiếp cận được sâu bởi Viking Esports. Xong ở trận này đang thuộc về kiểm soát đến từ Nanaway. Nanaway phản công và anh ta đang phải bỏ chạy, đó là lệnh sấm âm, đó là những gì có thể nó khiến cho Nanaway mất tóc biến. Còn trong đó Hatmet anh ta đang gặp một số tương đối xấu và anh ta đã bị hạ gục. Guri xử lý tuyệt vời để mang lại hạ gục cho đội phía Viking Esports vẫn đang nỗ lực đẩy, là tình huống 4-4, đô bốn bọc hậu phía đằng sau nhưng anh ta đang ngốn khá nhiều kỹ năng. Quan trọng anh ta vừa mới trải qua được một ui hên á, hên là xe chỉ luồng kia vừa rồi nó không xuyên qua con cốc chứ không Nanaway cũng gặp vấn đề. Dịch chuyển đến từ Hatmet sẵn sàng đánh nhau, sau đà sử dụng bán nguyên thương con rồng đang trong tầm nhắm một pha nhảy vào và đó là rồng dành cho Viking Esports. Băng địa chấn được bật lên, đô đang sẵn sàng cho đúng lệnh sau bao của mình. Guri đang bị tiếp cận, Hatmet vẫn đang cắt, không bao giờ nghĩ Katie đang bị tiếp cận, anh ta đang gặp vấn đề. Katie ảo cũng được sau đà bởi Hiếu Hoa đã phải bỏ chạy. Hatmet một mình cân ba, anh ta dứt điểm được Katie, Hiếu Hoa đã bị kẹt lại bởi Nanaway. Nanaway dứt điểm được đối phương, Artemis bị giữ chân bởi Pierre nhưng Sogen không còn năng lượng lệnh sau bao tiếp cận được ba cung và là giao tranh cho Hatmet. Nhưng Hatmet về được cái chăng, không còn năng lượng cho Sogen, không còn khả năng tấn công của Nanaway và Guri, rất khó để cho tỷ lệ nằm xuống các mét ở một mức độ cao hơn. Nanaway ngửi được mùi, anh ta ngửi được mùi kéo hay không, anh ta đi vào, anh ta thấy được Hatmet. Hatmet đang phải chạy, phản công được bật lên, Hatmet bị kẹt lại, anh ta sử dụng xét chỉ luôn kia phải những gì có thể thì cũng không giúp cho ta sống được trong pha này. Nanaway có hai cái của Viking Esports ở pha thi đấu trong Baron. Họ chỉ có hai mạng mà thôi. Viking đang muốn tấn công con Baron này và tầm nhìn đến từ Team Well bây giờ là chưa có. Sauda là người tới, Sauda có tốc biến và Sauda đã bị giữ chân, là bola băng quá đẹp. Sauda phải bỏ chạy và tội Viking Sport có một thủ set up quá hay, là sao được bật cây tin và kẹt lại cây tin nằm xuống bao cùng chân cho Sauda. Nhưng rõ ràng Viking Sport họ đạt được điều họ mong muốn, họ đã tranh chấp rồng thành công, họ có luôn cả Baron và bây giờ họ đã có được một ván thi đấu mà họ hài lòng hơn với lượng tiền cách biệt. Đúng là như vậy, con Baron này sẽ đem lại về cái lượng tài chính nhất định, đồng thời là sẽ giúp cho bên phía của Viking tiếp tục snowball và thi đấu này, và thậm chí là nếu như họ an toàn hơn họ có thể tiếp tục tập thủ. Bây giờ Team Well họ đang muốn lợi thế hơn người nhằm tới cái trụ đường giữa này, nhưng còn dịch các công trình tuyến ngoài của Team Well như thế nào, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái đợt công công trình đến từ Viking với một con dịch với gói chất nổ thì lại quá dễ ra đường dưới. Hatmet vẫn đang tiếp tục theo đuổi đối phương và Nanaway bị dính bởi cái chiêu cuối và Nanaway đang cố gắng bơi nhưng mà tới bơi không nổi nữa rồi, vẫn đang quan hồi phục nhưng không có bất cứ một sự may mắn nào dành cho Nanaway cả, anh ta đã bị hạ gục. Mạng chấm dứt dành cho Hatmet. Đất sắp xuất hiện sau 7 giây nữa, Nanaway đang là người đẩy cánh tốt hơn
với lượng trang bị mà anh ta có so với Hazmat. Cánh dưới có đánh nhau. Hiếu Ba đang đứng che chắn sát thương, có luôn cả gọi mẹ. Hiếu Ba né được kỹ năng và ta đang lui về. Anh ta sử dụng kỹ năng kia để trúng, nhưng Guri đã có thể lùi về thành công băng địa chấn, nó không trúng ai cả. Pierre đang cần phải lùi. Lệnh sấm âm, nó giữ chân được một thành viên. Hazmat đang nhảy vào khác nhưng không ai hỗ trợ đây, và sát thương sẽ chỉ luôn kiếm ba người rất đẹp nhưng không ai hỗ trợ đáp cho Hazmat. Và con đầu vẫn đang được khác. Guri dứt điểm lên vườn, sau đây nhảy vào hỗ trợ. Đô tóc biến được là bỏ chạy, Nanaway gõ và ta vẫn đang hồi phục. Sau đó tóc biến được thoát đi và Viking Sport họ vẫn cảm nhận được là họ thắng trong bao tranh vừa rồi. Bây giờ họ không mất ai. Cô ngược lại Team Well, họ mất luôn cả Hazmat ở trong tình huống vừa rồi và cổng kèm tất cả là Hiếu Ba. Ý đồ của Team Well là đánh ở một góc bên phía của Viking, họ đang hơi khó để có thể rút về. Nhưng khi mà Hazmat cố gắng dướn lên để kết liễu các thành viên của đối phương thì anh chàng này có đồng đội để hỗ trợ vị trí phía sau, và Viking tận dụng thời điểm đó, họ quay trở lại phản công lấy mà Hazmat và sau đó là con rồng. Ý đồ là có nhưng không thành công. Tao đã tiếp tục nhảy vào tấn công nhưng đây là bốn đánh hai siêu bom địa ngục được quăng xuống châu đổ lượng ngủ của Đô bị chính xuyên tập kích. Nadoway nhảy vào tấn công Soda, Đô đã nằm xuống. Soda đã bị con rồng của KT khạc và double kill cho KT. Double kill dành cho KT và hơn so với lại bên phía của Viking. Viking đang có một khoảng cách thì tôi cảm giác là đã đủ an toàn để giúp cho họ tự tin vào những pha giao tranh nhiều hơn rồi. Lúc này có thể gọi là thế trận đã hoàn toàn nghiêng bên phía của Viking Esports. Sẽ có một tỷ lệ nhỏ để Team Game có thể lật kèo, đó chính là những lệnh sóng âm nhiều người của Đô hay Baron, là những pha bọc sau hiệu quả của Hazmat nếu như anh ta tìm được vào Zeke của Shogun. Một pha ép Baron chủ động đến từ Team Game. Và Goody quăng bola băng ra giữ chân lại siêu bom địa ngục được bồi vào và Đô mất nửa cái máu. Đã thật ra Đô đã thấy được con mồi mà anh ta cờ về ngay sát. Hiếu Ba đây cố gắng dựng kiên lên trên tấm bốc khơi ngay lập tức dựa trên lượng sát thương của KT. Phía bên này Đô sẵn sàng cần hai phía cánh còn lại Hazmat cũng sẵn sàng cần ba bốn nhưng ta đang quái quá, anh ta đã bị hạ gục và tiếp tục là hạ gục nữa. Khi đây lại tiếp tục dành cho KT, sau đó nhảy vào có được lớp lá chắn nhưng không đủ để bắt nổi con đồng. Triple kill dành cho Soldier của KT. Triple kill dành cho KT và đây sẽ là dấu chấm hết dành cho Team Wave ở ván thi đấu thứ hai này. Rõ ràng là bên phía của Viking Sport cái lao vào nhịp 1 không phải là quá đẹp, nhưng chất tướng đã giúp cho Viking họ đánh bật ngược lại khi đối phương lao tới. Những chất tướng của họ cho phép họ đánh nhấp nhả, cấu gì liên tục, giả dích không cần phải ôn in. Và các bạn hãy nhìn cái lượng sát thương đến từ KT với 4 món trang bị rưỡi. Hazmat không có bất kỳ một đồ thủ nào cả với chỉ một cái giấy thép gai ý đòi. Dịch chuyển đánh nhau ở đường dưới, sư tử không trúng, sau đó đâu gắn né kỹ năng dịch chuyển đến từ cả hai đầu. Không có tốc biến. Tiếp cận phản công và đã sẵn bị offlay bởi băng địa chấn. Anh ta đang tiếp tục gõ và ta gõ không bị ngừng nghỉ nha. Ta đang đối đầu với 4 lượng sát thương của Đô Biến tung lên với liên hoàn tâm chích và tốc độ nằm xuống của Đô là vô cùng cao. Anh ta đang chiến điểm. Hazmat bắt đầu sử dụng xe chỉ luồng kìm và tỷ lệ chính xác của nó là vô cùng cao. Nhưng có điều vẫn chưa tìm được mà hạ gục tiếp theo dành cho Hazmat mà thôi. Còn trong khi đó thì khả năng phòng thủ của Team Well vừa rồi là rất đáng để có thể khen ngợi. Họ chồng vào rất kít khiến cho Nade không thể nào nhảy về được tiếp. Và Pierre đang cần phải lùi, anh ta dính thêm màn hit nữa là bị đánh gất cư. Pierre đang mất máu tương đối nhiều, đây là cơ hội đã có rồng cho Team Well điều được hay không. Đây đó là lời sấm âm giữ chân sau gần máu được rất nhiều máu sau gần nếu mà Hiếu Ba mém tới nữa là nằm nhưng ta vẫn thở được. Hazmat đang bắt đầu xe chỉ luôn kim vào người của KT. KT đang cần phải lùi, xe chỉ lần này không trúng. Anh ta muốn một đội một nhưng KT có đồng hồ và KT còn thở. Hazmat đã không còn trên bản đồ, rồng đây được khai thác, đây là cơ hội cho Guri. Lượng máu đầy đủ cho Guri nhảy vào chắc. Anh Sogan lại là Raiden Sogan của Viking Esports. Họ quá đẳng cấp, họ quá đỉnh cao, bây giờ họ có một xạ thủ tầm cỡ. Nhưng Team Well thế là khu vực Baron của họ đang từ đó coi. Hazmat vẫn đang cố gắng farm và cố gắng phòng thủ lính bởi vì không ai hỗ trợ thêm dành cho ta cả. Hiếu Ba đang cần phải lùi, cơ hội cho Viking Esports là đây. Họ muốn nhiều hơn, họ muốn nhà lính của mình đường dưới, họ muốn trụ ba khu vực đường trên, họ muốn tất cả những gì đang xuất hiện trước mặt họ. Sogan còn kỹ tới cái mức mà anh ta phá luôn con mắt kiểm soát phía sau để tránh những cú di chuyển bọc đầu của đối phương và đã là đường lý sơ cấp khu đứng dưới dành cho Viking Sport. Trên Nanaway bị tấn công. Nanaway bị tấn công xin kích hai người rất hay, lần sau được bật lên một tình huống nhảy vào tay Nanaway và ta đã cố gắng cân phía bên trên thì Guri đang sẵn sàng nhảy vào hỗ trợ thêm. Siêu bom địa ngục chúng được hai thành viên của Hiba và Hazmat. Pierre đang cần phải lùi và đó là cú khạc của ai của KT. Hazmat phải bỏ chạy tiếp tục dùng quẹt đến từ KT. KT bơi vào phía bên phải đang sẵn sàng tấn công một cú đầu. Đô bị khạc chết, phía cánh còn lại Hazmat không còn nữa. Triple kill đỡ cho ta. Triple kill đã có. What a kill dành cho xạ thủ thứ hai của Viking Esports, KT. Và đó cũng là chiến thắng Viking Esports dẫn trước bay cả voi 2-0 dành cho Viking Esports.